Không sao. Tôi đúng là vô phước cô à. Em gái tôi đã trả ơn tôi bằng cách đưa cổ chồng tôi khi tôi chết mà xác chưa kịp chôn cô ạ. Đó là con rơi của ba tôi. Mẹ đã chết sớm. Ba tôi không muốn thừa nhận nó. Hai chị em tôi thương tình, đưa nó về nhà, nuôi nấng, dạy dỗ đàng hoàng. Chị mà nên đời nào đối với tôi như vậy? Thật là đáng sợ. Nó muốn đoạt viên tử hoàng, nó muốn đoạt luôn nhà cửa, gia sản của tôi, nó muốn cướp luôn chồng của tôi, con tôi. Cậu có biết không? Tôi không thể ngờ được chuyện đó. Tôi không thể lường được lòng dạ của con người. Hết rồi. Tôi không còn gì để ai đây. Chị không cho chồng mình giữ huyền thoại tím nữa. Hết rồi. Hết rồi. Sư phụ đưa em đấu chuyện. Đi đi.
Hôm qua thầy có nói là sáng nay dì sẽ về giữ đến tay của mẹ một phép không ba? Ừ, hồi nãy thầy cũng nói như vậy. Ủa sao bây giờ con không thấy gì đâu á? Dậy đi cô. Cô ơi. Cô. Dậy đi cô. Ở đây là đâu? Dạ thưa, ở chùa. À, bây giờ là mấy giờ rồi hả cô? Dạ thưa, 1 giờ chiều ạ. Giờ tôi uống thuốc ngủ, thành ra mọi người đang tập trung ở chánh điện, đang làm lễ cầu siêu cho sư cô vô tịch. Vậy tôi không phải ra ngoài đâu cô. Dạ, sư phụ nói sư cô không ra cũng được, nhưng mà sư cô có ra ngoài thì phải trùm kín đầu, đừng để lộ thân phận. Ở bên kia đi. Thank you.
Dạ thưa thầy, dì con đã về chưa? Sao con không thấy dì con ở đây vậy? Nam Mô A Di Đà Phật. Dì con là ai? Dạ thưa, dì con là sư cô Vô Tịch. Sư cô Vô Tịch mới về tới thì phải. Trong người chưa được khỏe lắm. Quý vị cứ vô phòng khách chờ chút. Có nhiều người muốn gặp sư cô Vô Tịch lắm. E là khó ở yên trong chùa rồi. Vậy bây giờ con phải làm sao hả thầy? Con lo lắng quá thầy ơi. Cô đừng để tâm mình dao động. Bây giờ sư cô Vô Tịch ra phòng khách để tiếp em rể và cháu gái đi. Mọi chuyện để thầy tính. Dạ, để con đi với cô. Cô mới vừa bệnh ở Sài Gòn lên. Người không được khỏe. Không nên nói nhiều ạ. Dạ, cảm ơn cô. Chị Mai, chị Mai, mẹ con mất rồi. Sao cô không được vậy? Không nên xúc động mạnh. Thôi đi con. Đằng nào thì mẹ con cũng đã mất rồi. Con cố gắng mạnh mẽ chứ không. Chị đi đâu mấy bữa nay? Tôi đi Sài Gòn chữa bệnh. Sau khi thoát khỏi xe, tôi bị bần thần, đau nhức cả người. Thưa sư cô còn mệt, không nên nói chuyện nhiều ạ. Chị, sư cô không dự tang lễ của chị Lan sao? Tôi đau lòng lắm dì ơi. Anh kia, anh làm cái trò gì vậy? Tại sao lại quay lén tụi tôi chứ? Anh muốn gì? Gì đâu, chụp tấm hình làm kỷ niệm thôi mà. Nè, câu này, làm cái trò gì vậy? Tôi còn mệt, xin phép về phòng nghỉ. Dì Mai, con chưa hỏi chuyện gì mà dì chờ con với. Sư cô còn mệt,
chưa tiếp chuyện nhiều được. Cô đợi Thư Thư vài ngày được không? Thôi con về nghỉ đi. Chạy bên đôi chị cha mình gặp nhau nói chuyện nhiều hơn nghe con. Về nghỉ đi con. Vài bữa nữa dì đưa con lên thăm sư cô rồi nói chuyện sau. Mình đi. Cô Cam, cô Cam, cô Cam, cô khỏe không? Con là Tố Như nè. Ngọc có nhà không cô? À, dạ. Vậy là con về không kịp rồi. Tội nghiệp. Chừng nào Ngọc về á, cô nói Ngọc gọi điện cho con nha. Dạ. Con chào cô. Dạ. Dạ. Con chào chú. Như hả? Dạ. Vô nhà chơi đi cháu. Con xin chia buồn với chú. Tao bút vé máy bay á mà không được. Phải đi xe tốc hành về mà không kịp. Xong hết rồi hả? Ừ. Thôi vô nhà đi. Vô nhà nói chuyện tiếp. Tôi không đồng ý cách đó. Tại sao? Sư cô là người tu hành, mà dù gì cũng là chị gái của tôi. Vậy cô muốn cách gì? Tôi không biết. Nhưng mà bắt cóc sư cô là hạ sách. Vậy thì người đẹp đưa ra thượng sách đi. Hay là cô muốn trả lại tiền cho khách hàng? Nếu cần thiết. Cô có đủ 200.000 Mỹ kim không? Nè, giới giang hồ tụi này vô thì dễ, mà ra thì khó lắm cô em mà. Bắt cóc sư cô rồi buộc sư cô đưa xá lợi, như vậy là dễ sao? Giới giang hồ đâu có bao giờ làm toán đơn giản như vậy chứ. Chắc chắn bây giờ xá lợi Tử Quan không còn ở bên người sư cô Vô Tịch nữa. Nhưng ở đâu chỉ có mình sư cô biết mà thôi. Không bắt cóc tra tấn để lấy thông tin thì làm sao có được xá lợi. Để tôi tìm cách tiếp xúc với sư cô, dò hỏi cái đã. Thời gian không cho phép người đẹp đi lòng vòng nữa đâu. Thank you.
Có chuyện gì vậy? Bà làm gì vậy? Hôm qua về không thấy búp bê, bữa nay đã thấy sắp đặt đúng vị trí mà lại thấy một con gần cuối. Tưởng là chuyện gì ghê gớm lắm. Thì chắc mày đi mấy năm, cô Câm đem cất đi. Bây giờ mày về, cô Câm bày ra cho mày thôi. Có gì đâu. Chắc là vậy. Nhưng mà sao lại mất đâu con gần cuối ta? Thì lát mày hỏi cô Câm. Mà ở Sài Gòn nóng lực lắm đúng không? Ừ, tao định chuyển công tác lên Đà Lạt luôn. Nhưng mà anh Hùng không chịu. Sao? Khi nào hai người làm đám cưới? Lẽ ra là cuối năm nay cưới, nhưng mà hoãn lại rồi. Tại sao vậy? Ba anh Hùng dính đến vụ thất thoát tiền của nhà nước lớn lắm. Vậy sao? Nhưng mà ba anh Hùng làm nghề gì? Làm kinh doanh địa ốc ngân hàng. À, anh chàng Lý Anh đâu? Có về dự tang lễ của mẹ mày không? Không, ổng bay về không có kịp, chắc là tuần sau mới về. Chuyến bay từ Đà Nẵng bay về đây nhiều lắm mà. Thì mày từ Sài Gòn về còn không có vé, huống hồ kia là ngoài tỉnh lẻ. Với lại ổng đang kẹt cái hội nghị khách hàng diễn ngoài đó đó. Chuyện mày với Lý Anh đó, có tính tới hồi kết chưa? Cũng chưa biết nữa. Xa mặt cách lòng, ta cũng thấy mơ hồ lắm. Ngọc nè, dù gì á, chuyện cũng xảy ra rồi, mày đừng có buồn nữa. Thôi, tao dắt mày đi chơi cho khuây khỏa nha. Đi. Đi. Dư à, tao có chuyện này. Tao cũng không biết làm sao nữa. Chuyện gì? Nói đi. Kiểu nào thì Như Beo cũng giúp được Ngọc Kiều hết á. Nói đi. Tao thấy á, có cái chuyện gì đó mờ ám trong cái chết của mẹ tao á. Mọi chuyện thì tao chưa có dám khẳng định, nhưng mà qua cái cách nói chuyện của ba tao với lại dì Trúc, còn thêm cái cách trả lời ở mờ của chú Hải nữa, có cái gì đó không thật. Mày nói là mẹ mày bị tai nạn xe rơi xuống vực đúng không? Đúng. Nhưng mà tại sao cùng ngồi trên xe, dì Mai với chú Hải chỉ bị thương nhẹ thôi? Mà tao hỏi chú Hải tại sao lại chạy vô hẻm núi đó giữa đêm khuya làm cái gì? Ổng lại trả lời ẩn mình. Đúng túng. Nó lên quanh. Vậy hả? Một vụ ám sát. Mà ai ám sát? Thì tao cũng đâu có biết. Đó chỉ là tao suy nghĩ lờ mờ vậy thôi. Nhất là chiều nay tao gặp sư cô Vô Tịch, có cái gì đó lạ lắm, không có giống mọi khi. Rồi còn ba mày với dì Trúc của mày thì sao? Thì cũng thái độ có hơi lạ lạ, nên tao mới muốn tìm ra sự thật nè. Được á. Tao đang chán nghề bán bảo hiểm đây. Cơ hội để chuyển sang làm cảnh sát điều tra cho nó sinh động. Không phải chuyện đùa đâu, tao đang muốn tìm thám tử Tư thật sự mà. Tao có ông anh họ làm cảnh sát điều tra ở Sài Gòn, để tao liên lạc với ổng coi sao nha. Ê, nè, đừng có làm lớn chuyện. Đây là chuyện riêng tư, tao chỉ muốn tìm ra sự thật thôi. Thành ra mình phải tìm một người thân quen có nghiệp vụ điều tra, giúp mình làm theo cái kiểu thám tử Tư thôi. Tưởng mất số rồi chứ. Quan trọng là cô lúc nào cũng phải giữ cho tâm an, đừng dao động vì mọi chuyện xung quanh. Tu là để giữ cho tâm mình không bị lòng tham, lòng ghen, lòng giận hờn, lo âu, ganh ghét nổi lên thành sóng dữ, làm cho con người mình nghiêng ngả đảo điên,
thôi, cô về phòng nghỉ đi. Con xin nhớ lời thầy dặn, con sẽ làm đúng theo những lời chỉ con trân trung. Để cho chị con nhẹ nhàng siêu thoát. Làm cách nào? Làm cách nào để xin mượn lại Tử Quan? Mình sẽ mượn tiếp một năm nữa thôi. Mình trực tiếp đi gặp thì chắc chắn là sư cô từ chối. Nhưng nếu qua bé Ngọc thì chắc sẽ ổn hơn. Alo, cậu đang ở đâu? Lên phòng khách, tôi có việc nhờ một chút. Anh chờ ai hả? Anh chờ con bé Ngọc. Nó đi chơi với Tô Như từ chiều tới giờ chưa về. Em muốn nói chuyện này với anh. Hải nó đang lên đó, cẩn thận. Có gì đâu mà anh phải ngại chứ. Em muốn bắt đầu từ bữa nay, anh phải công khai mối quan hệ của em với anh một cách chính thức luôn. Chưa được đâu, phải chờ một thời gian đã. Chị gái em vừa mới mất, làm như vậy không có được đâu. Nếu vậy, anh bí mật làm giấy đăng ký kết hôn với em được không? Em cần biết chắc chắn em sẽ là vợ chính thức, hợp pháp và có hôn thú với anh. Dạ, anh cho ngồi em. Cậu ngồi đi. Dạ. Ngọc nó tự lái xe đi chơi một mình hay sao? Dạ. Ngày mai cậu rủ bé Ngọc nó lên chùa thăm dì hai nó được không? Dạ. Dạ được à. Tôi nhờ cậu ngày mai lên chùa. Mời dì mai về nhà ăn cơm. Dạ. Thank you.
Trời đất, ba làm con hết hồn. Con đi về khuya quá, làm ba lo lắng. Thì giờ này cũng mới hơn 12 giờ mà ba. Ba muốn nói với con là sáng ngày mai con đi với chú Hải lên chùa, mời dì Mai về nhà ăn cơm. Dạ, để con lên nói chuyện với dì trước, xem dì có đi được không đã. Chứ ngày hôm qua con thấy dì còn mệt lắm đó. Mà dì ăn chay, ba làm tiệc tùng chi vậy? Ba chỉ làm một mâm cơm chay để cúng mẹ con, chủ yếu là người trong gia đình mình thôi. Dạ, vậy để ngày mai con sẽ đi. Chú Hải sẽ chở con đi. Dạ, vậy cũng được. Mày theo tao. Nè, sáng nay chị cho mọi người ăn gì vậy? Trời ơi, sao bữa nào chị cũng cho mọi người ăn mì gói hết vậy? Ý chị nói là trưa nay ăn tiệc đãi sư cô đó hả? Chắc gì đã mời được sư cô về nhà đâu mà nấu. Tôi nghe đây. Nè, tối hôm qua anh có làm gì sư cô không? Nói chung là không ổn. Không ổn là không ổn cái chuyện gì? Chút vào quán cà phê nói chuyện sau nha. Vậy đi. Không biết sư cô có bị sao không? Lực có cho người bắt cóc sư cô không? Lỡ như hắn lấy được tử quan rồi thì sao? Con dậy chưa? Dạ, con dậy rồi ba. Dạ.
cũng nhiều chuyện. Nhưng mà ba mẹ lúc này chưa tin lắm, để ba nói hết chuyện cho con nghe. Nhưng mà con muốn được nghe ngay bây giờ ba. Công việc của ba đang gặp khó khăn, ba đang nhức đầu lắm. Đã vậy chuyện của mẹ con lại xảy ra quá bất ngờ. Thôi, ba phải đi vô công ty đây. Cô kêu đồ ăn sáng chưa? Chưa, mà cũng đâu có còn bụng dạ nào đâu mà ăn. Anh ăn gì kêu đi. Em ơi, cho ly cà phê đen đi. Nè, sao? Anh nói đi, chuyện không ổn của anh là chuyện gì? Nửa đêm qua, tôi đã cho đệ tử đến thăm phòng của sư cô, mà không thấy sư cô du tịch đâu. Trời ơi, sao vậy? Tôi đã nói anh từ từ rồi mà, anh bắt cóc sư cô. Rồi bây giờ sư cô đang ở đâu? Sao cái miệng cô lúc nào cũng quăng quát lên vậy? Anh nói đi, sư cô đang ở đâu? Sư cô không có trong phòng ngủ, cô hiểu không? Chuyện không đơn giản như cô nghĩ đâu. Tôi cũng đau cái đầu lắm rồi đây nè. Thật không? Anh nói thật chứ. Cô đó, lúc nào cũng đa nghi. Trong phòng chỉ có hai sư cô trẻ măng. Tôi đã xem xét rất kỹ rồi. Sao lại không hỏi họ sư cô vô tịch ở đâu? Họ nói đi Sài Gòn điều trị bệnh. Địa chỉ ở Sài Gòn? Không ai biết hết. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Cô thấy chưa, tôi ra tay liền mà còn không kịp. Bây giờ tôi thấy hoang mang rồi. Có thể phải nôn tiền lại cho khách hàng rồi.